đấu trường ẩm thực. Cặp đôi bạn thân, diễn viên Võ Ngọc Tân và MC Lê Quyết Bảo đều có sức khỏe tình cảm khi đối đầu nhau, thực hiện món ăn của đầu bếp chánh thân. Đỉnh cao của món ăn là nó phải khét à. Ngày xưa em thấy mấy bà chị mà ở dưới quê em á, mà mỗi lần khét là mẹ chồng chửi không còn gì hết. Và ai sẽ là người giành chiến thắng? Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021 trên kênh VTV9.